Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tìm mọi người. Mà mình cũng phải là chào các bạn. Sí. Chào các bạn. Sí. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình đến nhà bác chủ đã cho bạn. Hồi nãy là cũng có quán ông trai rồi. Thì máy là sáng mai để là cay. Thì anh Thạch hiện tại là đang ở bên này đang trông trước một số là ngô nếp Việt Nam. Để cho hôm sau này cho mọi người là ở bản làng Mayala là thử được cái ngô nếp Việt Nam đó bạn. Đấy, đã cay được một số nơi thì cứ trông được cái nào thì cứ trông. Thì ở bên này sẽ có gồm có trông lạc này, sẵn này, khoai lang và ngô nha bạn. Đấy, những cái giống lương thực chính của người dân. Nói chung anh em mình năm nay cũng trông thêm lạc vì là thấy đất cũng rất là hợp với cái đất bên này là để mà trồng lạc là rất là hợp lý cho bạn. Đấy, mình cũng đi tham khảo nhiều nơi rồi, thấy mọi người bảo là cũng trồng lạc sẽ rất là hợp lý, cho nên là năm nay sẽ mua khoảng 100 cân giống lạc đấy để là để trồng thêm lạc. Còn bây giờ là đi qua nha bác chủ đất một tí nha bạn. Đây, trên xe đây là cũng có cái món quà. Cái món quà này là của anh Giang ở thành phố Hồ Chí Minh là gửi tặng tới cho bác chủ đất. Đấy, cũng có một chiếc giường và một chiếc đệm và một chiếc chắn nữa các bạn. Đấy, đệm này là đệm xịn nha mọi người. Đệm xịn và giường cũng rất là xịn luôn, không phải giống như những cái giường sắt trước kia. Đấy, đây là cái món quà của anh Giang là muốn gửi tặng bác chủ đất. Thì anh Giang rất là gọi là hâm mộ bác, cái gọi là rất là thích cái tính cách của bác, nên anh ấy cũng có nhờ mình mua là một chiếc giường và cũng gửi cái lời, có một cái lời gửi cho bác. Cái thì mình cũng đọc được, cái tí mình sẽ đọc cho bác sau nha các bạn. Đấy là cháu chào bác, cháu là Giang, đấy, từ nước Việt Nam xa xôi. Cảm phục và mến tấm lòng của bác dành cho người dân nghèo khó Angola. Gửi bác ít quà thay mặt nhiều người dân Việt Nam ngưỡng mộ bác trên kênh Công Giáp. Gửi bác chúc bác nhiều sức khỏe, đồng hành cùng tem. Đấy, thì đấy là những cái lời nhắn nhủ của anh Giang. Thì tí nữa mình sẽ đọc cho bác luôn. Bây giờ đi qua nhà bác, nhưng hiện tại đấy là đang ở cái suối này, bây giờ sẽ không thể qua được đấy mọi người. Mà anh em mình đi đây có 3 người. Hôm nay là để cho mọi người ở bên kia chỗ đóng tài là làm việc cả rồi. Vì hôm nay cũng rất tấp nập làm việc, rất là nhiều cái việc để làm. Đấy, cũng tính là đưa bác lên để trên chỗ anh em đóng tím các bạn, là để xem thu hoạch lúa. Hình như ở trên chỗ bên chỗ anh Đông ấy cũng có một ít lúa là cũng cần thu hoạch rồi. Nhưng mà hiện tại cái thời điểm này là chưa đi được các bạn. Thời điểm này là đang còn rất là bắt đầu mùa bước vào trồng trọt với các thứ, cũng như là có những cái món quà của nhà hảo tâm người Việt Nam gửi tặng cho bản làng Malipi về cũng như khoan giếng để các như bản làng Mai là bắt đầu bước vào trồng trọt, nên là anh em mình chắc là phải để chờ anh Linh Philip thu hoạch. Thì gần thu hoạch thì anh em mình sẽ lấy một trận luôn. Thấy chứ giờ cũng muốn đi lắm nhưng mà công việc hiện tại là cái chưa cho phép để đi các bạn. Giờ mà đi thì đang còn là giáng dở vì là tất cả là chỉ mới bắt đầu vào giờ đang thời điểm để vào mà trồng trọt các bạn. Đấy, rất là nhiều việc luôn, cày bừa các thứ, ngô giống các thứ. Nếu mà anh em mình mới đi đấy các bạn thì sáu anh Thạch phải em đang đi với các em là phải bắt xe lái đi làm. Đấy, phải bắt xe chằng đấy các bạn, dừng chằng này chằng kia vì anh em mình đi xe đấy mà. Đấy, thì anh Thạch phải bắt xe chằng đi đến nơi ở đấy là khoảng tầm 2-3 giờ chiều mới tới nơi đấy các bạn. Đấy, dừng lại mua đồ này, đồ ăn đồ uống này, đây là đồ giống các thứ, cho nên là thôi để anh em mình để trồng trọt xong rồi sẽ là dần bạc đi một vòng luôn, vì anh Linh Philip là lúa cũng chưa trổ đông mà. Đấy, cũng đang còn rất là nhiều thời gian nha mọi người, thì anh em mình nhất định là sẽ đi một chuyến nhưng mà thời điểm này là chưa hợp lý lắm. Dạ mong các về. Sí, sí. Y agora como así? Aqui assim, parece que vamos fazer transbordo, chefe, porque a Caleluia não vai passar. Agora, deixa a Caleluia aí. É, vamos deixar a Caleluia aí e vamos passar a transportar isso. Caleluia depois vai até lá? É. Caleluia depois fica aqui? É, a Caleluia vamos só deixar aí. Então, vamos andar por lá, por café. Tá bem. Bây giờ em ông vai bảo là phải dừng xe và gạt ở cái chỗ suối này, bạn đây là đi... Bây giờ bế đi bộ qua bên nhà bà, cái xe và gạt bây giờ không thể đi qua được. Đấy, cái chỗ này anh em mình cũng đang tính trong lúa đấy các bạn này. Nhưng mà hài là mưa to là nước sẽ ngập đến đấy các bạn này. Đấy, đất của bác chủ đất các bạn, anh em nhé, bác chủ đất hôm kia bác cũng bảo là muốn trồng thì cứ trồng đấy, để trồng thử nghiệm. Nhưng mà cái chỗ này anh em rất là băng, thấy mọi người như thế, rất là băng phẳng luôn. Nhưng mà bác nói là mưa to là sẽ chỗ này sẽ ngập hết cho mọi người, ngập sạch luôn. Chỉ có ra xin này là đùa tôi xin. Dạ ăn đâu không? Các bạn. Đấy là mới mưa vừa lên được chứ dâng lên lắm các bạn này. Nếu mà mưa to rồi nó sẽ dâng ngập đấy. Vì lần trước bạn cũng có đòi với mình thôi. Mình có xấu rồi. Cảm ơn mẹ đã được khui ra đủ chứ. Hãy bảo em cảm ơn mẹ đã đi từ từ thôi. Qua đây qua này. Đấy chứ phải là suối đâu. Đấy là mới chỉ cái bờ suối. Ese no es un río aquí, ¿no? Aquí andan en un río. Ah. Un río es la. La, ¿no? Ya.
Đấy, đấy chứ phải là sủi đâu các bạn. Chứ phải là sủi mới có sấu. Ui, như thế này chắc xe ba gác đi qua rồi. Cái này chắc không? Dạ, mẹ ở đồ này. Ui. Vamos despedir. Esse bordo passa, né? Não, chefe, não passa. Ở đâu đó? Não. Giờ xe không đi qua được, cứ bế từng cãi bột đi qua để nhà bác cũng rất là mệt đấy các bạn. Vì đang còn đến xá mà. Chỗ này đi đi lồi qua được này. Esse é passa. Não vai passar, chefe. Hã? Galeria não vai passar. Vai. Não vai, chefe. Então tá na bota já. Bây giờ phải rồi đi qua hồ trời bên này bế thôi. Bây giờ không biết làm sao đâu mọi người. Mưa xuống lên là bên này là những cái chỗ này các bạn, đất rất bằng phẳng nhưng mà không ai trồng cái gì đâu các bạn ơi. Bác bảo thôi, nếu mà trồng được là bác đã trồng rồi. Chứ nước mùa mưa xuống nó bắn, nó ngập hết chỗ này luôn. Ngập thậm chí đến chỗ đầu gối đấy. Nhưng mà đất ở đây mà trồng lúa cực kỳ đẹp, anh em mình nhìn thấy lên rất là màu vì là nước còn ngập đấy các bạn, có bùn này. Có bùn cả thứ, chắc ở dưới cũng có cát thôi. Thôi bây giờ là chịu khó bế quá thôi, giờ không biết làm sao đâu cả thôi. Bây giờ mà bế có từng này người, ba người bế làm sao có hết được này. Xong tôi đây bế số và phải quay ta có bế xuống. Và tôi đang bỏ tìm tiêu mà la đủ lại này nhá. Và bây giờ là ai bế được cái gì thì cứ bế thôi mọi người. Khui ra đủ mấy cái đồ tôn. Đồ tôn. Khui ra đủ vai cây đồ của. Mấy tên đang xin bài lại này. Mấy mà bỏ cho đợt. Rồi dưới này thôi thôi còn xong luôn đấy. Ở tay. Đấy, máy chưa? Không cần rơi xuống nhìn được là thôi đấy. Phải gửi từ Việt Nam qua đây mọi người là mất rất nhiều thời gian. Thôi chưa bé thôi. Hãy đưa cái món quà đấy này. Bây giờ không biết trong nhà bạn đến ở nhà bạn đang ở đến kia đấy mọi người, đứng tít trên kia đây. Nhưng mà bé cái. Dạ. Đây này bé đây. Thì đây. Không anh sẽ bế cái đệm này. Dạ anh xuống nha. Cảm ơn. Ora. Ừ. Đây là sao? Đây ở đây là sao? Dạ tao không. Tao không. Dạ này. Ê ê. Ora. Vamos. Já tá? Cara vai só uma coisa. Ah. Você meteu isso no baixo, depois põe tudo no cima do isso. É ou não é? Depois tem mais qualquer coisa, depois manda a criança, né? Aí, hồi nãy là anh em mình cho nó con là... đưa ý cái giống rau quế, rau hùng quế, các thứ đấy các bạn. Cùng với em ơi! Depois lấy vaccine luôn ấy nhá. Ui giời. Hôm nay là anh em mình vẫn còn có nhổ ít kia rõ hùng quế vậy là cái mượp đi sang cho bác trồng đấy các bạn. Giống bên kia thì rất là nhiều. Ui giời. Ấy đó. Mẹ tên tôi đu lấy xe mà nhá. Đi được quá thì dễ dàng hơn các bạn. Nước này đi quá là hỏng xé mà gác ấy. Thôi cảm ơn bạn cũng đã đu lấy xe mà nhá. Đã cần xa rồi nhá. Đấy là chứ phải là suối đâu nhá mọi người. Đấy chỗ này là mấy chỉ cái đất liền thôi. Suối bên kia kìa. Ui rồi. Ui. Đây bằng đất không xóm như thế là trồng lúa đấy là sẽ lụt hết này, ngập hết luôn. Cho nên là không dám trồng được. Những cái chỗ nào đẹp để mà thích hợp trồng lúa là những cái chỗ này. Ấy nè. Ui. Ui, hai em anh kêu. Cái này không sao phải làm cái câu bảo bạc ra chặt chặt cây cổ đến rừng đây là xuống làm cái câu đấy để mà đi đấy, đưa cái món quà đấy là cũng không phải đơn giản đâu mọi người. Ta cần sao đâu mua xe ta phải cho nó mệt tới tôi đủ mà về lấy xe mà ok
O parafuso tá onde? Do tijinho? Chuí, né? Abre aí, quase com a gente. Nước đây. À. Ui giời ơi. Không lên được các bạn. Không mưa thì bảo không mưa. Thấy con lên được đây. Lên xong đi qua cái. Mất tên lúc sau anh rồi. Hả? Ôi đờ. Dạ tao. Ở đây xoay này. Ra đâu? Aki bà đà mẹ tê cú sao lại xin mày nè. Mẹ tê Aki bà đà thì mẹ tê cú sao anh nè. Mẹ tê Aki bà đà thì mẹ tê đù cú sao. Cảm ơn. Ôi các bạn chỗ này có xấu. Khiếp. Khả năng mà đi bà gà không thể đi qua đây các bạn. Đẩy ngay mà ở phía bên kia cũng không đi qua được chứ đừng nói là bên này. Mới có sáu đấy. Ưu rồi nước chảy. Ui giời. Quất rớt. Hả? Ui giời. Phải cởi quần dài ra các bạn. Được hết đấy. Cởi quần dài ra chứ đi qua được. Xấu các bạn, đúng rồi, để đây này. Nếu mà đi ra, vừa rồi mình đi lượt đến đây cho mọi người. Đến đây đi. Đến đầu gối thôi, nhưng mà đi ra rửa là phải là đến đến đây. Đấy. Cái này chứ phải làm cái câu bảo bọc chặt cây ở đến rừng ra qua làm cái câu đi qua đây chứ. Đi thế này mà được nó chảy xiết cái lên. Không thể qua đấy mọi người. Không mưa thì bảo không mưa. Giờ mưa được mánh mông sự sở luôn. Bây giờ nó chờ mấy em nó đi bê đồ ở phía bên kia là để mà đi qua đây. Thế tức nó xong tấp kẹt đây. Sau đó là chắc nó phải chặt hai cái que mọi người. Chặt hai cái que gì đấy bê qua. Hai người giống như, làm giống như cái cảng ấy để mà đi qua bên đây. Toàn cạt không. Cạt ranh luôn này. Đấy. Giờ từ đây lên nhà bác nó phải khoảng tầm là 500 mét nữa. Qua cái suối này đi lên đến chỗ bác nó khoảng tầm 500 mét nữa nha mọi người. 500 mét nữa mới đến nơi. Được chảy xiết thật đấy.
Ok bạn, thì hiện tại là anh em mình đã đến cho bác chủ đất đây rồi, đến được mua nắm phủ đất đây các bạn, là không thể ai ở nhà đang để đấy các bạn, đang bảo em mua em một cái về đi. À cô đã vô xe vào sớm à về tiêu nên lên nhau không nhỉ? Dạ, vào cho về nè, để em mua cái về đi gọi bác nói cho bạn đây. Đây là cái giống đây là mướp các bạn, mướp hương này. Đấy, anh em mình đã trồng ở bên chỗ là nông trại bản Lang Mã là đưa qua tặng bác mấy cây, không kia bác sáng bác cũng bảo thích thì em muốn trồng ở nhà một vài cây, thì anh em mình cũng đã đưa ra đấy mấy cây thôi, phải là cái cây hùng quế này mọi người, hùng quế này rất thơm luôn đấy, cái này mà làm nồm làm cuộn gì thì cực kỳ ngon luôn các bạn đấy. Một người về đi gọi bác các bạn không thấy trong nhà đấy, mang mấy cái cây này sáng này cho bác trồng xung quanh nhà đấy các bạn. Ừ, ở thấy đây, ai, ôi chết nó tao mau leo đủ. Nó ta. Em nay nhảy được xa hơn mấy. Vì cái đoàn kia là bị dốc nha mọi người. Dốc là nhìn cũng thấy ở phía dưới, không dám nhảy. Rồi muốn tôi cần sao đâu đấy. Bê được từng này đồ từ bên kia qua bên này đồng còn thở không ra hơi lên ngồi nghỉ chán đấy cái. Mà em không ướt, mà em cũng sắp là sắp mưa đâu bạn này. Ở đến đây, trời. Trời đấy, ở bạc đấy. Muốn cái về đi, đi kiếm rồi. À, ta lá. Hôm nay về còn về nhà là làm liền luôn này. Đấy. Chặt tỉa cái thiệt cây hoa dại cả thứ này. Đấy. Đến đấy là một lần đến nó rất rất bình yên luôn mọi người. Bình yên đến vô tận luôn. Nhìn vào đấy là buồn ngủ mát mẻ mặt rưới. Xem phải cái đàn ơi. Đi như mà mới đi trong ngố về còn. Dây dẹp nó vứt bên kia cả đây. Cô mê. Đấy có cái. Đấy có cái gái hoa dại ấy. Cái cây này bắt mới chặt đấy. Ui giời. Đi chắc đi làm về ở đâu đấy các bạn ơi. Qua la lê. Qua la lê po. Qua la lê po. Qua la lê po nào. Ok. Yeah. Ok. Que si chắc các bạn. Alo chắc các bạn nhìn nhu. Fernando. Fernando Gomea. Como é foi onde aí? Eu tô a vir do Adalido. Tava ali a cortar uns paus. Que é pra fazer ali uma ponte. Tem muito barro. E vocês passaram aonde? Lá no rio Voal aí. Passaram aí no barro. Tem muita água. Ei. Muito barro. Ei lá. Tá todo molhado assim. Sim. Sim. Poxa, tem muito barro. Eu estava ali. A chuva aqui está caindo muito. Tem muita água aqui no rio. E então eu estava ali a cortar uns paus que é para fazer uma passagem. Ah, tipo aquele tipo de passar, né? Sim, sim. Uma passagem que era para poder passar. Ok. Agora vocês assim estão molhados? Estamos tudo, tudo tá aí. Todo molhado? Tudo. Sou eu. Esse não vai molhar. Esse não. Já. Mas o resto está molhado. Já. Então é melhor mudar de roupa. Não tem. Arranjar um calção. Eu tenho ali calção escuro. Ah, não, não, não. Esse não tem problema. É melhor. Então não, vocês estão tão assim molhados, é melhor mudar. Não tem problema. Esse depois vou ir calhar, eu vou te mudar já. E isso dá doença, assim. Não tem problema, já. Não há problema. Já. Aí, bác bảo, aí, bác, aí, bác, trong nhà là quân đuôi vô mà thấy các bạn thôi. Thì mặc cái này cũng được, cũng ra rồi. Đấy, mọi người xem video thông cảm cho anh em mình. Vì là gió đưa sư cố nước ở suối cho nên là không đi qua được. Nhưng phải bắn nhảy quá, nhảy không được. Está passando muito água lá, até Calaluia, eu deixei lá. Vieram com a Calaluia, ficou do outro lado. Lá, anda a pé, vem aqui. Vieram a pé até aqui. Com muita coisa lá. Tem coisas ali? Vem aqui para ver. Tem. Bác đang chặt cây, bạn chặt cây bên kia để làm câu, ấy, làm câu bắt qua cái suối để đi đấy. Você conta isso, aqui tem muito bico. Tem muito bico, sim. Isso depois tem que varrer, tenho que varrer. Gai. Para tirar os pinhos daqui, tem muito pico, sim. É verdade. Ai! Tá aí tudo esse. Meu Deus, isso é que mais, Tony, sempre Tony. Liga? Isso é que mais, meu Deus. Esse é uma coisa do povo do Vietnã e tá te quero oferecer do mais velho. Oh, meu Deus, outra vez. Nosso transporte lá, vem aqui, mete cabeça, anda do mar, tá? Pergunta se do mundo é vendo aí, quem meu vai transportar Deus, isso aí? Meu Deus, a sair mesmo de lado do coisa da mata, lá do outro lado. Outro lado. Com isso na cabeça. Sim. Que eu sei que tem muito barro ali, tem muita água. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isto é pra quem mais isto? Tá vendo, né? Esse hoje tem uma do quem do Vietnã aí, tá? Sim, sim. Parece para ti uma cama bonito aí. Sim, sim. Então, boa dương, ó. Boa cama, meu Deus. Boa esse cama. Essa cama, cuchão, do senhor do Vietnã, me está oferecendo. Para mim. Para do mais velho. Sim, sim. Ele nome é São Zang. 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 Tchau, Zang. 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 Zang, não é Zangu. Zang. 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 Ele te manda assim.
Ele te manda para mim uma mensagem, né? Sim, sim. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ đọc cái tin nhắn này của anh Giang đấy, gửi tới bác. Đấy, thì mình cũng đọc quá, thì hôm nay mình cũng đã ở đâu video ấy, thì mình cũng đã đọc bằng tiếng Việt rồi. Thì bây giờ mình cũng xin đọc lại một lần nữa cho các bạn. Chào bác, cháu là Giang, từ nước Việt Nam xa xôi, cảm phục và mến tấm lòng của bác dành cho người dân nghèo khổ Angola. Gửi bác ít quà thay mặt nhiều người dân Việt Nam ngưỡng mộ bác trên kênh Công Giáp. Chúc bác nhiều sức khỏe và đồng hành cùng tem. Ta phải đấy, Elie Timanda xin. Xin xin. Buon dia, Baradu Mavelu. Sì, sì. Eu, signora Zhang, uh-huh. Fica do Vietnam metà di tanti. Uh-huh. Muito saudade, muito de amore uh-huh. do tuo coração. Uh-huh. Para você ajudar o povo angolano, do vosso. Sì, sì. Eu tenho uma coisa para junto com o povo do Vietnam metà uh-huh. do minha cana, YouTube. Uh-huh. Para saudade, para você andar com nós. Ok, muito obrigado, chefe Tony. Muito obrigado. E obrigado ao povo do Vietnã, essa senhora que eu não conheço, a senhora Zhang, que eu não conheço, que está distante daqui, no Vietnã, e tem essa consideração por mim. Hoje vai me oferecer uma cama. Muito obrigado, senhora Zhang. Estou muito agradecido no fundo do coração. Eu espero um dia me encontrar com a senhora Zhang. Quando vai do Vietnã, está bom para ser dele? Muito, eu tenho, estou muito alegre, estou muito satisfeito com a encomenda que mandou para mim, uma oferta que eu estou a ver aqui, uma cama, que muito obrigado. Já, tá bem, não muito tem problema, obrigado. Já, sim, senhora. Muito obrigado. Tem tantas pessoas com mais necessidades, então, deveria de pensar e ajudar os outros povos que têm mais necessidade que eu. Agora, pensaram mesmo em mim? Não, pensaram mesmo em mim. É assim, essa coisa ele oferece para ti. Sim. Ele tem respeito com você. Sim. Não é isso para você, pode mandar, ele vai mandar outro de pessoa, não. Sim, tá proibido, ele está respeito contigo. Tá bem. Aí, bạn, bác bảo là đáng con rất nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, bác rất là cảm ơn cái tấm lòng của anh Giang. Nhưng bác muốn chia sẻ cái tấm lòng này để con nhiều cái hoàn cảnh khó khăn nữa đấy các bạn. Nhưng mình cũng nói bác rồi, là cái món quà này là của anh Giang, anh ấy tôn trọng bác và muốn gửi tới bác nên bác phải nhận để cho anh ấy vui. Vì anh em mình đã cất công đưa từ ở đi bộ rồi bắn rừng lồi suối đến tận nơi nha bác ấy rồi. Đấy là cái món quà này là của anh Giang là vô cùng ý nghĩa đấy, anh ấy muốn trao tặng tới tay cho bác đấy. Anh ấy rất là tôn trọng bác, bác phải nhận đấy. Bác cứ bảo là còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn nữa khác đấy mọi người. Bác cứ luôn là từ chối, bác lúc nào là cũng bảo là tôi đang có nghèo nhưng mà tôi đang hơn gấp vạn lần nhiều người đấy các bạn. Não tem problema, ele tem respeito do Baratim. Tá bem. Se você não aceitar, Eu... você não tem respeito com ele. Sim, não, eu vou aceitar. Yeah. Vou aceitar pela consideração que ela teve por mim. Yeah. Mas se ela tem consideração por mim, está distante, através do chefe Tony. Yeah. Se ela hoje me conhece à distância, que é através do chefe Tony. Okay. Portanto, agradeço o chefe Tony que me levou a minha consideração no Vietnã, para a senhora Zhang ter essa consideração e hoje me oferecer uma cama. Okay, tá bom. Muito obrigado. Parabéns para o Mavelo. Obrigado, obrigado. Depois vamos levar o Vietnã e vai visitar a casa dele. Sim, senhora. A primeira coisa, quando eu chegar no Vietnã, eu vou procurar a senhora Zhang. Quero lhe conhecer e lhe agradecer. Rapaz, lúc nào về Vietnã, bác sẽ tới gặp anh Giang. Anh nhớ mình đưa tới gặp anh Giang. É verdade. Esse é o Mavelo. Esse é aqui. Fluta do Alidia. Você é tigota do Fazenda. Sim, sim, sim. Eu já tirei esse. Esse vai lá mướp. 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 Sim, sim. Mướp. 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 Esse do Alidia. Coré lá do Jango. Sim, sim, sim. Você gosta aí? Sim, sim, sim. Esse aqui é fruta, isso. Você também gosta isso? Tá bem, eu gosto disto. Portanto, isso é do Vietnã também. Sim, esse do Vietnã, eu trago esse mesmo do Vietnã, eu trago aqui. Tá bem, tá bem. Eu vou plantar isto. Vou fazer aqui uma coisa bonita. Vou cavar a terra, vou preparar. Isto, vou fazer umas estaquinhas. Sim, sim. Que é para poder subir. Vai, để leo giống như ở bên kia. Ra để bôi Boseca và mete un poco de turumi do buraco de bôi tesio. Tá bem. Entra na depois tá passando não tem problema. Tá bem, tá bem. Põe pau para ele subiu. Tá bem, tá bem. Então agora vai me levar isso. Ok. Vai lá, não chuva caiu. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Pronto. Bây giờ để đưa vào lắp cái hoàn không để mưa tí nó không về được. Vou tirar ainda isso, vou por aqui de lado. Já isso fica lá ainda. Ok, ok. Để cho bạc cá tí để bạc trông ấy bạn.
do mais velho, depois te mete a tavena e balanta aqui. Sim, sim. Uma esse balanta aqui. Sim, sim. Uma balanta lá. Sim, que é para poder subir. Subiu, subiu lá depois em cima. Vou meter um pau assim, yeah. Outro assim, que é para poder... Ih, yeah, tá bem, tá bem. Tá bem, não tem problema. Vou tirar mais. Hôm nay mưa gió lên là có dương chiều mới ngủ bà cái trong cái trước đây cái hoàn cảnh trước khi anh em mình đến đấy các bạn thì cái nhà bà cũng chỉ là nhà bình thường thôi đấy cũng có là bo việc cả thứ gọi là có hơn có kinh tế hơn người dân bản làng một tí đấy cùng trồng trọt rồi là kiếm thu nhập từ từ vườn tược các bạn chứ cũng không có gì để giàu có đâu đi chân đất vào đấy đúng gái đâu. Tá andando de pé na sentinela, ué, tá mal. Sim, sim, ok. Aí, bảo bạc, trông mượp đấy, được bạn ơi. Trông ở đấy là cái gian rửa, hai ngôi nhà này đẹp đấy. Rất là một thì. Đây các bạn, chỗ này là mấy cây mượp ở trong đấy được đấy. Để mai mình sẽ được ít cây bầu quá nữa. Đây, cây bầu quá đấy. Trông ở chỗ này các bạn ơi, trông ở làm cái gian ở rửa này rất là đẹp, rất là mát luôn. Sau này là có leo đến gian gian hóa giấy để ngồi dưới này mà uống cà phê, cà pháo thì đúng là chuẩn bài luôn các bạn. Tiêu nè đi nhau. Sì. Isu aki. Tipu akali fluta la balanta aki. Tipu eli corre aki. Tá bem. Emilio faje pau mete aki. Sim, sim. Bom, mas que é para ficar assim pendurado aqui. Sim. Tá bem. Bora depois ficar senta aqui. Aqui tem sombra. Aqui sim, tem sombra. Sim, sim. Aqui tem sombra. Sim, sim. Senta no meio, toma café. Sim, sim. Um café. Não leva a pena. Tá bem, tá bem. Vou acabar aqui um. Vou meter o outro ali. Não, não do meio não. Só do lado. Dos lados. Depois, um, dois, três, fica de tanto e assim. Uhum. Que é para poder subir, que é para fazer a sombra aqui. Amanhã vou te mandar o duas cães trazer outro de coisa já. Tá bem, muito obrigado. Então, daí tá é hợp lý, mano. Então, chỗ này là cực kỳ đẹp luôn. Cùng với cái gian hóa giấy này, mọi người. Cùng với cái gian hóa giấy này, hôm nay bác ở thành phố về là tỉa hết đấy. Tỉa hết vì là mưa nó nhanh lên mà còn. Tỉa bởi đi không là mưa xuống là nhiều rắn được các thứ đấy còn. Ê chị, limba, chị tá bom. Sì, tá bom. Assim limpar tá... esse tem muito bom. Tá bom, agora vou limpar bem, vou acabar. Depois vou endireitar com a tesoura para ficar bonito. Não, fica assim, depois a chuva caiu, muito cobra. Muito cobra, muito lixo. Depois vou cortar mais em cima, tirar, que é para diminuir o lixo, porque tem muito lixo. Sim, sim, tem cobras também. Mas depois não, ele... Porque tem chuva, ele cresce muito rápido. Muito rápido, sim, senhor. Tá bom, é, ở bên này, ngồi aqui, bàn này, ở đây là vườn hóa giấy, cái gian hóa giấy, bên này là bầu bị mượp, cái thả trái rơi, cái này là ngồi uống cà phê, đúng là đẳng cấp luôn đấy. Tá bom assim? Tá bem, vou limpar bem isto, porque é muita chuva aqui, muita chuva, o capim tá vir rápido, mas vou endireitar isto bem. Nhà này là lâu lắm rồi, mà cái gạch này cũng nhận chắc thật đấy các bạn. Esse tá duro. Muito duro. Isto... Esse água não fica traga, né? Isto, não, não, não. Isto não estraga, isto. Né? Isto aqui já tem 45 anos. 45? 45 anos. 45 anos, mano. 45 anos. É verdade. Mas, esse adubo agora, você mete só uma semana, vai cair tudo. A terra não presta. Terra não presta. Este é muito diferente. Sim. Está vendo? É duro. Duro. Duro, muito duro. Ok, agora vamos remontar já. Sim, sim, sim. Vamos ver? Sim, sim. Já do meu tio? Tá bem. Tiraram mais um ainda. Tá bem, tá bem. Já. Tá bem. Okay. Vou desarrumar isto. Isto é minha cama no chão. Okay. Já, ok. Hoje chuva caiu, tem cama novo. Já. Graças a Deus. Já. Graças a Deus. Vai fermentar, né? Hoje tenho uma cama. Uma cama, hoje vou dormir numa cama. Sim, senhora. Obrigado. Okay, tá bom. Obrigado. Já. Isso, tira só aí a coisa. Tira do cuchão já. Vào đây cái nhà này cũng mát các bạn, những cái đà này cũng rất chắc luôn. Đà này giống như đà bạch đàn hay là cái gì đấy. Chắc chắn. Ra mê tê ra. Cà phê sao ra, mê tê đi. Tá muito bom. Agora tem uma cama boa. Uma cama. Ok các bạn, đây hiện tại là chiếc nệm đây này. Chiếc nệm này là đặt hơn so với bình thường. So với là những cái chiếc nệm mỏng gì, mỏng như này là cái loài đấy là loài bình dân nhất. Nhưng mà nệm này là nệm lo xó không lún nha mọi người, nằm không lún. Đúng không ý sao? Já, tô bom, não vale a pena. Pera! Gouveia, né? Manuel Gouveia, hoje tem uma cama boa. Não vale a pena. Ai, meu Deus. Hoje vou dormir bem. Vamos lá com o Tchexia. Ah, vamos lá, vai entrar na boca que... Mete do cabeça aí. Mete do ano que dele. Ở đây các bạn thì đang còn thiếu man về gối nữa. Thì ngày mai anh mình sẽ mua gối man Việt Nam. Đấy, lấy mua cái man Việt Nam mặc cho nó vuông góc. Chứ cái man mấy đây là man kiểu... man chụp đấy mọi người, không ăn thua. Fantastically Mukitu. Sim, sim, sim. Eu vou comprar Mukitu do Vietnã e também loi. Tá bem. Mukitu lá tá mal. Tá bem, tá bem. Tá bem, muito obrigado. Ok.
Oh. Daí tá dando bem, velho. Ah? Isso aí, oh. Lá, velho. Oh. Oh. Eu quero dương xin nhá, mano. Dương gỗ, gỗ này là gỗ xin này. Gỗ này được quẹt bằng việc ní cả thứ được bạn, rất chắc chắn luôn. Ai, meu Deus. Ai, hoje vou apanhar bom sono hoje. Hoje vou apanhar bom sono aqui nesta cama. Nềm là không nềm này là không lún nha mọi người, không lún. Đấy nềm xin. Đấy là cái món quà này là của anh Giang là gửi tặng tới bác chủ đất. Tá bom, né? Tá muito bom, muito bom, muito obrigado. Okay. Tô bom, tô bem. Sim, sim. Tô bom. Hoje vou dormir bem. Dormir bem? Hoje vou dormir numa cama. Hoje vou dormir numa cama, já não vou dormir no chão. Mas esse por questão. Esse cuchão aqui melhor ou cuchão lá melhor? Este é melhor, 50 vezes. Então este colchão é melhor e é mais duro. E eu estou a dormir num colchão pequenino. Um colchão de esponja, okay. Já velho, já tá bom, pequeno. Sobre aí, já sobre. Tá bom, sim senhor. Já. Gostei muito. Já, muito esse, obrigado. Essa coisa do povo do Vietnã, tá? Sim, sim. Senhora Zhang. Senhora Zhang. Falecido, barato mais velho. Muito ele obrigado. Tem muito respeito. Ele, como povo do Vietnã, tem sim. Muito respeito com para ti. Tá bem, tá, tá bem. Tá muito bem-vindo para ti chegar ao Vietnã, tá? Visita do nosso terra. Tá bem, muito já? Obrigado, muito obrigado. Eu estou muito feliz, não lhe conheço. Vou agradecer muito. Deus que lhe proteja, Deus que lhe dê muita saúde. Estou lhe agradecer. Através do chefe Tony. Se ela me conhecia, hoje teve consideração para me oferecer um colchão, yeah. uma cama, então através do chefe Tony, que me levou a consideração no Vietnã. Yeah. Então eu estou muito feliz, estou muito agradecido. Yeah. Espero que um dia, quando eu vá no Vietnã, quero lhe conhecer e agradecer lá. Ok, bác bảo là lúc nào về Việt Nam thì bác sẽ đến vào tận Sài Gòn gặp anh Giang. Đấy, hôm sau đây đi vào này đi về đấy thì mình sẽ dẫn bác vào ở Sài Gòn gặp tận anh Giang. Bác bảo là tôi muốn cảm ơn trực tiếp luôn. Đấy là một cái cơ hội rất là hiếm có nha các bạn, không phải là ai cũng được đâu. Vamos depois vamos do Vietnam e ta vamos agradecer do dele lá. Ok, ok. Vamos visitar tudo do Vietnam e ta já. Tá bem, eu tenho prazer. Portanto, estou à espera do chefe Tony, o passaporte está quase pronto. Yeah. Um dia, quando estiver pronto, vou chegar ao pé do chefe Tony e dizer, olha, o passaporte está aqui. Yeah. Isso agora vai depender do chefe Tony. Okay. Eu tenho um prazer muito grande e também nunca vou me esquecer do povo vietnamita. Nunca, né? Vou estar sempre ao vosso lado. Vou estar sempre ao vosso lado porque eu tenho muita consideração okay. Para vocês. Tá bom. Quando eu for, vou conhecer o... Estou curioso. Estou aflito para ir conhecer o Vietnã, o país, e também aquele povo. Também quero conhecer o povo do Vietnã. Ok, tá bom. Principalmente esse senhor. Muito obrigado. Hoje eu dormi bem. Hoje vou dormir bem. Amanhã vou trazer mosquito do Vietnã, tá? Tá bem, tá bem. Com aquele cuchão do cima do cabeça. Tá bem, muito obrigado. A dương này thì rất là chắc chắn, mà cực kỳ chắc luôn. A dương đặt tiên sẽ có khác hơn thôi. Cái gì cũng thấy tiên nào thì của đấy thôi. Thì còn cái màn nữa thì ngày mai anh em mình muốn mua cái màn Việt Nam cho nó chắc chắn mà nó vuông góc vuông với cái mua màn bên này nó chụp cái năm cái rửa này giống như em bé đấy các bạn. Vê trai cho một cái tủ đồ Việt Nam bây giờ. Tá bem, tá bem. Rồi. Một cái tủ aqui tipo do cliente sabe ter um meio assim, tá mal. Sim, sim, tá mal e depois apanha o paludismo. Sim, sim. Amanhã eu vou trazer. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Đẹp đẽ, nhìn cái sáng rộng hẳn đấy các bạn ơi. Xì xì ấy. Đấy, mới tính luôn nhỉ. Yeah. Thấy các bạn thì bây giờ là anh em mình cũng xin phép về, bây giờ muộn rồi. Bây giờ nếu một tí trời mưa bây giờ là 17 gần 17 giờ chiều đấy các bạn. Giờ đi về thành phố là cứ lúc nào cũng thế thôi, 8 giờ tối. Dạ anh tao qua vui ra nào depois vai água muito chupa. Tá bem. Eu muito obrigado. Sim, sim. Vai bem mais uma vez. Okay. Muito obrigado. Mais uma vez muito obrigado. Oh, tô muito feliz. Hoje vou dormir numa cama boa. Ok. Muito obrigado. Ok, bạn thì một lần nữa thì mình cũng xin thay mặt bác là gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tấm lòng của anh Giang đã gửi tới bác một cái món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những dân nghèo khó và làm miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Dạ Châu Phi, dạ để bây giờ. Tạm biệt, muito obrigado. Bây giờ là một chặng đường okay. Đi người khóng nó nhẹ hơn các bạn. Giờ đi người khóng nó sẽ nhẹ hơn nhiều. Hôm nay đi bế các thứ chứ đi người khóng thì nhanh hơn. Ê, muốn cái về tới thì ra xin lấy luôn đây phải nào này. Eu tirei no outro lado. Ok, bạn, bây giờ là bác chủ đất bảo để đưa anh em mình về. Você fica no caso, já sou melhor. Não, mas eu quero acompanhar. Já vamos, thế này, já. Hôm nay là nhảy. Tenho que acompanhar. Já vamos, já. Já, tá bom. Cái này bác đang chặt cây làm cái câu. U, mấy lù.
Sim. Tu tem que meter pau aqui para o andar. Isso que eu estava a fazer, quero cortar os paus para meter ali onde é mais estreito. Ah, lá? Sim, aí onde está mais estreito. Okay. Pôr os paus para atravessar okay. E as pessoas passarem em cima dos paus. Sim, sim. Tipo ponte. Cần tội thì được dẫn các bạn. Hôm nay anh em mình cũng không biết để mà lôi đấy đâu này. Được như thầy can thế này ơi. Esse é aquele outro. Do nosso pula lá. Ah, pularam? Sim. Ah. Depois porque molharam esse terreno lá, fica assim. Ah, é por isso que molharam. E se agora correr aqui, melhor, porque esse aqui é terreno quase. Ah, tá ali, tá direito, tá limpo, exatamente. Sim, sim. Yeah, tá bom. Ui, giời, bác ở đây mà chung lắm, nó đi được rồi, bạn. Cái này mà người lớn đi chứ con nít đi là bị đẩy xuống đấy các bạn. Ui. Esse tipo criança vai lá embora. Leva, leva, criança vai. Vai. Vai, criança vai, mesmo vai. Yeah, tá vendo como eu falei? Mua khố là đi bắn qua đây các bạn, mua khố là bắn được ở chỗ này. Đấy, con mua mứa là không thể bắn được. Đấy, ui giời, được thấy đấy. Tá bom. Já, esse agora já tá bom, já tá. Tá bem. Então, pronto, eu sou vim acompanhar. Pronto, boa viagem, façam boa viagem. Sim. Fiquei mais uma vez, fiquei muito agradecido por vocês todos. Já, Chef não... Tony e a família do Vietnã. Ok, tá bom. Là bây giờ nhà bạc với các bạn rất tận tình bảo mình vào lại con đuôi để thấy nhưng mà con mình cũng mặc con đuôi trống đấy các bạn hôm nào cũng ở trong đây chứ giờ cởi ra cho nó khô tí nữa về ngồi đóng xe của điều hòa khô dạ em tao ở phải sổ ra tá bem tá bem vocês vão bem dạ. Mais uma vez vão bem dạ. E boa sorte vai levar outro e meter aqui vou meter assim paus compridos aqui sim. Quando vir pronto já vão a passar em cima sim. Dos paus. Se ficar assim, nosso depois não vai conseguir andar aqui. Tá bem, não. Eu como quero que vocês venham aqui sempre, eu vou fazer já. Ok, tá bem? Já, pronto, vão bem, hein? Sim, tá bem. Ok, ok. Tá bem. Anda bem, já. Não fica morando aí, depois não tem quem sabe. Já, já. Ok. Tchau, Mamelo. Tchau. Já. Vão bem, hein? Já.